Năm 2020, năm cuối của thập kỷ 2, thiên niên kỷ 3 đã bắt đầu với một sự kiện trọng đại là ở tỉnh Long An, Việt Nam đã xuất hiện một thiền am bên bờ vũ trụ, trong đó có các hành giả vũ trụ, đưa Việt Nam lên vị trí cạnh tranh khốc liệt với Hoa Kỳ, vì giờ đây không chỉ Mỹ có nhà tiên tri vũ trụ Trần Dần, mà Việt Nam cũng có các hành giả vũ trụ Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thành Nhất Nguyên, và nữa, đâu phải chỉ ở châu Âu mới có các băng nhóm đầu trọc khét tiếng. Ngay tại Việt Nam những ngày này thì một băng đảng đầu trọc cũng đang hoành hành, lừa cả xã hội, thu về túi chúng khá nhiều tiền cống nạp, và đặc biệt lại được sự tiếp tay, trao giải và che chắn của báo chí, truyền thông nhà nước. Mà đầu trọc ở Việt Nam còn gian manh hơn thế giới ở chỗ biết mượn danh tôn giáo và từ thiện, biết lấy nước mắt của mọi người chứ không dùng vũ lực đe dọa. Cũng như Trần Dần, mang tiếng tiên tri mà chẳng tiên tri được cái gì ra hồn, vì nếu tiên tri mà chuẩn thì đã không bị cộng đồng cười nhạo. Còn các hành giả ở cái thiền am bên bờ vũ trụ Long An tự nương náu vào cái chữ thiền mà cả đời chả ai thấy chúng thiền bao giờ. Ai chưa tin, hãy mở tất cả các phương tiện truyền thông đầy rẫy của nhóm này ra. Nào là Facebook cá nhân, fanpage, kênh YouTube, sẽ thấy gì cái gì chúng cũng đưa lên mạng hết. Và toàn bộ cuộc sống tu hành khổ hạnh của chúng được phơi bày toàn là đi bơi, rong chơi, tắm bùn, cưỡi ngựa, bắn súng, đàn hát, tự sướng, live stream, du lịch trong ngoài nước, post YouTube, câu view. Và bắt lũ con cháu đi thi thách thức danh hài để mang lợi danh về cho đại gia đình dâu xanh đầu chọc. Và gần đây nữa thì cộng đồng mạng còn tìm ra những bằng chứng sự chân tu của chúng, còn có cả việc lập dự án, huy động vốn, lừa đảo, kiện cáo, vướng cáo buộc, hiếp dâm, cáo buộc loạn luân, vu khống, gây rối v.v. Nói chung chưa ai thấy chúng thiền. Hơn nữa, người hiểu biết chỉ nhìn qua là biết chúng không thiền. Vì những người đã thiền để tâm đi vào an tịnh, thì sẽ không bao giờ có cái hành vi ngùn ngụt lửa hận, nộ khí xung thiên, tức là những nóng giận ngút trời như thế. Cả tứ thiền, tức là bốn cấp độ thiền, kể cả cấp độ sơ thiền nhất, thì lũ chọc này cũng chưa bao giờ hành thiền và chứng đạt. Vì sao như vậy? Bởi vì theo kinh tạng Pali, chỉ cần đạt được cấp độ đầu tiên là sơ thiền thôi thì hành giả đã lìa bỏ được các ham muốn thế gian, vì niềm an vui của nội tâm vừa đầy đủ, vừa thanh khiết, không cần phải giải trí bằng vật chất bên ngoài. Còn lũ hành giả bên bờ vũ trụ này thì nay thèm sữa, mai thèm nâng niu, mốt thèm câu view rồi thi hài thi hát, thì làm sao đã gọi được là giải thoát những ham muốn đối với ngũ dục mà bảo là thiền. Thế nhưng lũ chọc này hết nương náu vào chữ tu lại vay mượn chữ thiền, mục tiêu của chúng vẫn phải là núp bóng Phật Pháp, dù cái bóng ấy ngày càng co hẹp lại đối với chúng. Nhưng trên thực tế, chúng thấy người u mê tin chúng cũng vẫn còn nhiều, nên vẫn lừa được, vẫn kiếm được nhờ núp cái bóng hết tu lại thiền này, nên chúng cứ thế núp tiếp thôi. Núp được đến đâu thì núp, lừa được ai thì lừa, chứ tội gì không núp. Lũ chọc lớn ở cái nơi nguyên là tịnh thất Bồng Lai, chả ai thấy tụng kinh gõ mõ hay thiền định bao giờ, nhưng thi thoảng cần câu like câu view kiếm tiền YouTube thì lại đạo diễn cho lũ chọc bé con cháu nhà chúng ngồi giả vờ thiền tụng để quay video. Thế nhưng, cái khôn của kẻ tiểu nhân cũng chỉ là cái khôn lỏi thôi, nên cuối cùng thì cái cần khôn lại không khôn. Đạo diễn gì mà lại công chiếu lên phim một hạt sạn to đùng? Đó là một kiểu ngồi thiền tụng độc nhất vô nhị, chỉ có ở những người ngoài vũ trụ. Tức là ngồi tụng kinh nhưng lại quay lưng vào ban thờ tượng Phật và cúi lạy mấy cái giá phơi quần áo cùng bức tường. Rồi đạo diễn ngu còn không quên chồng thêm một câu phía dưới phần bình luận công khai, chắc cũng là cho những kẻ ngu, bởi vì không ai lại hỏi người khôn như vậy.
Quý vị thấy chúng con tụng kinh có hay không ạ? Hay thì like fanpage ủng hộ tụi con nha. Ôi cha quá hay. Search Google đến mỏi tay cũng không thấy ở đâu có cái kiểu ngồi tụng kinh lễ Phật mà lại nhất loạt quay lưng vào Phật và lại cái mắc áo như thế. Bởi vì phải ngồi ngược thế thì quay camera mới được rõ mặt các bé và mới hút được view. Tóm lại, cùng với lễ cái mắc áo thì là chắp tay lễ ông quay video và gián tiếp là lễ người xem chứ đâu phải là lễ Phật. Bắt lũ trẻ vờ vịt ngồi thiền tụng câu view, còn thực chất tuyên bố của lũ sư giả này về vấn đề tụng kinh mà kinh sách chính là những tinh hoa tư tưởng Phật giáo thì như sau. Kể từ giờ phút mà con vô trong đây là bắt buộc là con phải khai tâm thôi, chứ vì con không còn cái sự lựa chọn nào khác hết. Lúc trước con ở với bà ngoại hay con ở chùa khác thì con sao không biết, mà con vô đây là bắt buộc là con phải vô cái hệ thống mà làm cho con khai tâm thôi. Chứ ở đây không có cho con mà ngồi suốt ngày tụng kinh có mở hoài, uổng thời gian, uổng cái kiếp sống của con. Với những ai hiểu về đạo Phật thì câu nói vừa rồi của nhóm chọc giả sư rằng gõ mõ tụng kinh làm uổng thời gian, uổng kiếp sống thì đó đã vướng vào trọng tội hủy báng tam bảo, phỉ báng chính pháp, mà lỗi cụ thể của nó là đã không tin kinh điển Phật dạy, đem lời Phật dạy ra phân tích theo ý mình với mục đích xuyên tạc, bôi nhọ chính pháp. Tội này được coi là đại nghịch, và trong tất cả các thứ tà kiến thì tà kiến hủy báng cũng là nặng nhất. Theo Du Già quyển thứ 59 thì tà kiến hủy báng tạo tội ác quá nặng nên bị đọa trong tam ác đạo, cảm thọ quả khổ cũng rất nặng. Vậy đó, một lũ ma vương phá đạo Phật mà vẫn nhiều người u mê cãi dùm là chúng đang tu. Ngày 3 tháng 1 năm 2020, thêm một liều thuốc giải u mê cho những người hôn mê sâu lâu lâu chưa tỉnh này. Chuyên trang Công lý và Xã hội thuộc báo điện tử Công lý, cơ quan ngôn luận của Tòa án Nhân dân tối cao Việt Nam, đã đăng bài viết nhan đề Sự thật về Tịnh thất Bồng Lai Đức Hòa Long An, Đại gia đình giả sư đẻ con thật. Trong đó có nhắc đến chiêu ve sầu thoát xác của ổ nhóm đầu chọc giả sư này. Cụ thể là từ năm 2007, cứ sau mỗi lần bị bóc phốt và chĩa búa rìu dư luận thì nhóm này lại đổi tên. Đầu tiên là Cơ sở Thánh Đức, sau đến Tịnh thất Bồng Lai, và năm 2020 là Thiền am Bên bờ Vũ trụ. Tuy nhiên, cái dạo năm 2007, khi Cơ sở Thánh Đức của người cha thiên tài Lê Tùng Vân vỡ lở với quá nhiều bê bối không kém gì Tịnh thất Bồng Lai hiện nay, cũng với những phát hiện động trời về 25 trẻ em dưới 16 tuổi nuôi trái phép ở đây, và không biết có bao nhiêu em trong số đó đã bị lợi dụng, lạm dụng, trục lợi. Sau đó, các em này đã được trả về gia đình hoặc đưa vào làng thiếu niên SOS Thủ Đức. Nhưng thời điểm đó, mạng xã hội chưa phát triển rầm rộ như bây giờ, và Cơ sở Thánh Đức này cũng chưa bồng bế nhau đi thi thách thức danh hài nên chưa được bầu xô và báo đài che chắn dùm như bây giờ. Do đó, cả nhóm đã thoát xác ngoạn mục khỏi cái tên Thánh Đức tai tiếng để ẩn náu an toàn trong tên mới Tịnh thất Bồng Lai. Đến cuối 2019, khi mà cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra và giọt nước tràn ly là câu chuyện về cô gái tuổi 20 Diễm My bị dụ dỗ bỏ nhà đến sống chung với đám giai gái chọc đầu nhà này. Và đám này, từ khi đạt quán quân thách thức danh hài, thực chất hài có nghĩa chỉ là những thằng hề mua vui cho một số người rất rảnh ngồi ôm cái tivi mà xem, nhưng lại cứ tưởng mình mang giải Nobel về cho đất nước, nên chúng không còn biết chúng là ai nữa, mới dẫn đến màn đòi người quá khích, chống người thi hành công vụ, vu khống chính quyền và người dân trên mạng xã hội, gây rối loạn dư luận. Và thế là lại cái bài thoát xác quen thuộc, khi cái tên Tịnh thất Bồng Lai đã quá ô uế trên toàn thế giới, thay vào đó là tên mới Thiền am Lên bờ Xuống ruộng, ý lộn, Bên bờ Vũ trụ. Và đáng chú ý, nếu như chỉ trước đó mấy ngày,
Một đám chẳng hiểu ăn cái giải gì của băng đầu chọc bồng lai mà cứ chạy bở hơi tai bênh chúng khắp các diễn đàn, vẫn cố nói gàn rằng các giấy chứng sinh, giấy khai sinh chỉ là làm giả, rồi đòi bỏ tù YouTuber Nguyễn Xin, người đầu tiên tung ra các giấy tờ có dấu đỏ của bệnh viện Từ Dũ, một bệnh viện lớn tại thành phố Hồ Chí Minh, và dấu chứng thực của Ủy ban Nhân dân xã Hòa Khánh Tây, cho thấy các ni cô đầu chọc tại đây chính là mẹ đẻ ra toàn bộ các chú tiểu trong Nháy Nháy. Thì giờ đây, khi một tờ báo chính thống của nhà nước Việt Nam, cơ quan ngôn luận của Tòa án Nhân dân tối cao đăng nguyên văn: giả sư đẻ con thật. Theo danh sách tạm trú thường trú công an xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An, ngày 29 tháng 10 năm 2019, hiện tại hộ bà Cao Thị Cúc có 17 người tạm trú và 9 người thường trú. Trong danh sách này có 16 người cùng mang họ với ông Lê Tùng Vân, người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai. Từ danh sách này chẳng khác nào một đại gia đình là giả sư. Hầu hết những phụ nữ trẻ đang sinh sống tại Tịnh Thất đã xuống tóc, mặc áo nâu sồng nhưng lại sinh con năm một. Như Lê Thanh Kỳ Duyên, sinh năm 1993, là mẹ ruột của cháu Lê Thanh Mẫu Nghi, pháp danh là Nghi Tâm. Kỳ Duyên sinh Mẫu Nghi vào lúc 5 giờ ngày 22 tháng 2 năm 2014 tại trạm y tế xã Thạnh An, huyện Mỏ Cầy Nam, tỉnh Bến Tre. Bà Cao Thị Cúc là người đưa Kỳ Duyên đến trạm xá và ký xác nhận là mẹ nuôi trên giấy chứng sinh. Chưa đầy một năm sau, ngày 1 tháng 2 năm 2015, Kỳ Duyên lại hạ sinh cháu Lê Thanh Pháp Vương, pháp danh là Pháp Tâm, tại bệnh viện Từ Dũ. Ngoài Nico Kỳ Duyên sinh con năm một thì một người khác là Lê Thanh Huyền Trang, sinh năm 1993, là mẹ ruột của cháu Lê Thanh Minh Chiết, pháp danh là Chí Tâm. Huyền Trang sinh Minh Chiết vào ngày 27 tháng 3, 2014 tại bệnh viện Từ Dũ. Thân nhân ký tên trên giấy chứng sinh là ông nội Lê Tùng Vân, người mà ở Tịnh Thất Bồng Lai gọi là sư phụ, có pháp danh Tâm Đức. Còn chị Vòng Thị Kim Xuân, sinh năm 1995, sinh liền tù tì 4 năm 3 đứa. Điều lạ là những đứa trẻ này trong giấy khai sinh chỉ có tên mẹ, còn cha thì để trống. Sau khi đăng rõ như vậy thì báo chính thống này kết luận: năm chú tiểu từng gây tiếng vang trên truyền hình trong chương trình Thách Thức Danh Hài, từng được thông tin là các bé mồ côi có hoàn cảnh bi đát được Tịnh Thất Bồng Lai kêu mang. Thực tế, thông tin này hoàn toàn sai sự thật, bởi các cháu đang sống bên cạnh với mẹ ruột của mình, mẹ con họ cùng ở trong Tịnh Thất này. Đến nước này thì lũ fan cuồng không não đã không còn gào như vũ bão để bênh băng nhóm đầu chọc được nữa. Một số đứa thì lén lén xóa tin nhắn chửi mắng các YouTuber, Facebooker đang thẳng thắn vạch mặt ổ nhóm Bồng Lai Vũ Trụ. Một số khác thì câm bặt, cá biệt có YouTuber xóa luôn tất cả những video vừa cao giọng chửi bới những ngày qua và rối rít xin lỗi cộng đồng mạng và YouTuber vừa bị chửi xong rằng xin chừa, từ nay chỉ dám làm các video về đồng ruộng thôi, tức là chấp nhận về cái máng lợn cũ chứ không bon chen làm phóng viên điều tra, phóng viên nội chính hay nhà bình luận xã hội nữa. Bởi vì dù vô minh, dù u mê, chúng cũng phải hiểu rằng đã đến nước này thì nếu chúng đòi bỏ tù thì phải bỏ tù cả lãnh đạo bệnh viện Từ Dũ, cả chủ tịch xã Hòa Khánh Tây, cả tổng biên tập báo Công Lý của Tòa án Nhân dân tối cao, chứ đâu chỉ bỏ tù một mình xin được. Mắc cười nhất là mấy cái Facebook của băng nhóm đầu chọc cũng im bặt. Mà nếu như chỉ cần ai động tới chúng một tí thì thiên hạ đã biết chúng sân si tinh vi như thế nào rồi đấy. Chúng sẽ gào, chẳng lẽ mình là con chó? Rồi giật đùng đùng, khua khoắng, chửi mắng. Sự lặng lẽ của ổ nhóm Tùng Vân án binh bất động khi lần lượt các báo chính thống điều tra và công bố sự thật khiến fan cuồng thật sự thất vọng. Một sự khởi đầu năm mới chẳng bình yên khi các thầy yêu thì phiêu diêu bên bờ vũ trụ, để lại đám mụ mị u mê tự dò dẫm bước đi trong bóng tối của nghiệp ngu si không biết thoát kiểu chi.
Tiện bạn nào kết nối được với cái bờ vũ trụ ở đâu thì cho hỏi các thầy một câu. Chẳng hay gần đây các thầy dọa thuê luật sư kiện Nguyễn xin về tội làm lộ bí mật đời tư các thầy thì nay các thầy đâm đơn được đến đâu rồi ạ? Luật sư nào bảo vệ các thầy thì nhớ bổ sung vào đơn cả tổng biên tập báo công lý của Tòa án Nhân dân tối cao cũng đang làm lộ bí mật đời tư các thầy đó. Để cộng đồng còn có phim hay mà xem khi tòa án xử luôn cơ quan ngôn luận của tòa án, xem bên thắng cuộc sẽ là người trong hay ngoài vũ trụ. Có nhiều bạn thắc mắc, giữa tâm bão xì căng đan này không thấy mấy đồng chí Khương và Ca Lơ tới thăm mấy bé hàng phách mồ côi này nữa. Xin thưa, không thăm trang trại vật nuôi đang chăm, nhưng mà ngầm ở trong vẫn có bàn tay ngăn báo chí truyền thông tấn công ổ nhóm tội phạm này ạ. Không những báo chí câm như hến trước những xôn xao của dư luận về nghi án loạn luân lớn nhất trong lịch sử và giải nhất được trao cho đại gia đình có đông người cạo đầu giả sư nhất Việt Nam, mà cùng ngày 1 tháng 1 năm 2020, một loạt báo ở Việt Nam như Thanh Niên, Tiền Phong, Lao Động và Kênh 14 cùng đăng một bài na ná giống nhau, kiểu như theo một dàn bài hoặc một thông cáo báo chí đã được soạn sẵn và gửi đồng loạt cho các báo với nội dung phụ họa theo cuồng ngôn của chùm đảng đầu trọc Tùng Vân rằng con cháu hắn ta đã hai lần đậu thách thức danh hài, trở thành những thằng hề mang lại danh dự cho Việt Nam. Hiện chưa rõ băng đầu chọc này với sự tiếp tay của báo chí và phía sau đương nhiên là những bầu xô giải trí đang có ý gì khi đồng loạt tuyên bố 5 đứa cháu không mồ côi và cũng không phải chú tiểu của ông trùm này giành giải quán quân thách thức danh hài mùa 6 khi chương trình này vẫn đang diễn ra và chưa đi đến chung cuộc. Cái này cần theo dõi thêm, tuy nhiên một điều chắc chắn, đó chỉ là những tiếng kêu yếu ớt của bầy thú đã đang bị trúng quá nhiều mũi tên hòn đạn của dư luận, đang cố dãy dãy mấy cái trước khi lịm hẳn trong hơi thở cuối cùng. Những cái dãy chết này bao giờ cũng mạnh bởi được dồn tất cả sức cùng lực kiệt của một con thú biết mình chẳng còn thoát được đi đâu. Và một điều chắc chắn nữa là xã hội bây giờ đã khác và băng đảng Tùng Vân dù có thoát xác thì chạy trời cũng không khỏi bi đát lần này. Quá nhiều câu hỏi lớn đang được đặt ra mà nếu các cơ quan chức năng có thẩm quyền bỏ qua lần này nữa thì đúng là sẽ gây nên một sự quá thất vọng trên diện rộng trong nhân dân Việt Nam trong ngoài nước, đặc biệt là sự mất lòng tin vào nghiêm minh của pháp luật và tin rằng công lý có thể mua chuộc là có thật. Thưa các bạn, những câu chuyện khủng khiếp vượt ngoài trí tưởng tượng của người trái đất đã đang xảy ra ở cái thiền am bên bờ vũ trụ. Những câu chuyện quá mức drama với đủ hai yếu tố bi hài ngập tràn các cung bậc cảm xúc hồi hộp, bực bội, bi kịch, trinh thám, cảm động và phẫn nộ. Với quá nhiều đất diễn trong kịch bản dài kỳ với nội dung cuốn hút, từ giả danh nhân đạo từ thiện để nuôi trẻ mồ côi trục lợi, tới hiếp dâm trẻ tâm thần vị thành niên, rồi người đàn ông nhiều vợ và đông con cháu bậc nhất Việt Nam nhưng không người vợ nào dám gọi là chồng, không đứa con nào được gọi là cha. Một đại gia đình đóng cửa loạn luân và sinh con đẻ cái với nhau, những đứa trẻ trong giấy khai sinh chỉ có mẹ mà không biết bố là ai, trong khi mẹ lại là những ni cô tu nhiều năm chỉ quẩn quanh trong cái tịnh thất đó. Và những em bé ra đời có mẹ có cha mà bị coi là trẻ mồ côi ngay tại gia đình và được đài truyền hình lăng xê trao giải, rồi một đại bộ phận ngu dại chuyển tiền và quà để nuôi cả nhà này chỉ vì thấy chúng cạo trọc đầu và mặc áo nâu và vẫn tiếp tục hôn mê sâu trong cái nghiệp ngu khó cải. Cả một câu chuyện dài với nhiều tình tiết kịch tính gây cảm giác căng thẳng và hồi hộp cho người xem, vậy mà sao chưa thấy đạo diễn nào làm thành phim. Thôi thì Hotface sẽ tiếp tục bộ phim này ở tập sau. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để theo dõi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.